Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái mạch inverter kích điện từ 3,7V lên 220V để thắp sáng cho bóng đèn. Thì ở đây mình sẽ làm một cái mạch đơn giản nhất có thể gọi là không thể gì đơn giản hơn được nữa. Ở đây mình sẽ dùng mình sẽ lấy một cái biến áp từ cục sạc của điện thoại. Biến áp ferrite cục sạc điện thoại hoặc là từ các cái cục adapter 5V đây, ví dụ như cục adapter 5V này hoặc là sạc điện thoại, thì mình gỡ bên trong nó sẽ có được cái biến áp như thế này, cục nào cũng có thôi. Thì mình sẽ lấy cái biến áp này ra, cái đây mình gỡ sẵn ra rồi cho nhanh. Đấy, mình sẽ lấy cái biến áp này ra đó. Mình sẽ những thứ mình cần là, thứ nhất cái quan trọng nhất là cái biến áp này đây, một cái biến áp này, một con MOSFET 3205 đây, 3205, một con điện trở 100 ohm, pin 3,7V. Pin này là mình gỡ từ cái cục pin của laptop bị hư, mình gỡ cái cell ra, đây là một cell trong cái pin laptop đó. Rồi bây giờ bắt đầu mình làm nha. Thì ở trên cái cục biến áp của cái cục sạc điện thoại này nó có 6 chân ra, 1 2 3 4 5 6 chân. Thì hai chân ra 5V của cục sạc điện thoại mình sẽ dùng nó làm chân vào, tức là chân sơ cấp, chân nó cấp 3,7V và chân ngược lại sẽ ra 220. Bây giờ mình làm cho các bạn nhìn theo nha, rất là đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ hàn chân giữa của MOSFET vào đây. Các bạn cứ nhìn làm theo nhé, tại vì nó rất là đơn giản. Hầu như là không thể đơn giản hơn được nữa rồi. Điện trở 100 ohm, mình sẽ hàn từ chân này. Sợi dây nối từ chân này xuống số 1 của MOSFET và chân này của biến áp. Rồi mình sẽ lấy một cái đế đựng pin như này, đựng pin 3,7. Pin này gắn vào đây. Đây là cực dây đỏ, là cực cộng của pin. Cộng của pin ha, cực trừ của pin thì mình sẽ hàn vào chân này. Chân này cũng MOSFET. Chân cộng của pin sẽ vào đây nha. Đây, như này nha. Đây là cái bóng đèn 220. Hai chân ra 220V mình sẽ hàn vào đây. Rồi, như vậy là xong nha mọi nha mọi người. Rất là đơn giản vậy thôi. Pin mình gắn vào đây là đèn sẽ sáng. Đây mình gắn thử này. Bóng đèn đây nha. Pin gắn vào đây. Đó, các bạn thấy chưa? Đơn giản là mình có thể kích được từ 3,7V lên 220V, đơn giản. Chúng ta có thể dùng cái mạch này để áp dụng những trường hợp bị cúp điện hoặc là đi đâu chơi xa cắm trại đồ, có thể dùng cái này để mình kích điện lên, thể thắp sáng
các bóng đèn nhỏ hoặc là dùng để sạc điện thoại đều được. Không thể đơn giản hơn. Các bạn nên dùng con MOSFET 3205 nha. Thì mình có thể dùng một cái con Chastor D882 cũng được, nhưng mà cái con này hiệu số nó không cao bằng con này, cho nên mình tại vì giá thành của nó cũng ngang nhau, cho nên mình dùng con này, dùng con 3205 sẽ hiệu quả cao hơn, sẽ mát hơn, chỉ có vài ngàn một con thôi. Đó, vậy là xong, quá đơn giản. Xong nha các bạn. Rồi mình sẽ quay chi tiết lại cái mặt cho các bạn xem nhé. Rồi. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Cái này mình có thể cấp điện áp từ 3.7V đến 5V đều được nha. Nếu mà 5V thì lại càng tốt hơn, tại vì 5V á nó sẽ chạy đúng với cái công suất của cái thằng biến áp này luôn. Tại vì hiện tại mình cấp 3.7 nó hơi yếu một tí, nhưng mà không sao, vẫn thắp được cái bóng đèn này, nhưng mà nếu có điều kiện thì mình gắn 5V nó vẫn ok, 5V là chuẩn nhất. Ok nha các bạn.